Mẹ nghe con nói 30 con về, dọn sân dọn nhà kèm qua Tết quê. Mẹ chợt băn khoăn trong lòng lo lắng, hỏi rằng con của mẹ ổn không. Và con vẫn nói con luôn ổn mà, khó khăn như nào con cũng bước qua. Miễn là cái Tết trong nhà đủ hết bánh quà để ba mẹ cười. Nhưng con nói biết những ước muốn, những khát khao của ba mẹ ngày Tết chẳng xa xôi. Chỉ cần thấy ở đây những đứa con vẫn mạnh khỏe, vậy là ổn thôi. Lại ta thấy một điều quý giá là mình vẫn mạnh khỏe trong tim.